Đức Ca xin chào các bạn. Hôm nay mình xin hướng dẫn anh em lắp L4 chung ở hốc còi xe Winner các bạn. Đấu mạch phát sinh SH Đức Ca các bạn nhé. Mạch mới ở tại Đức Ca các bạn. Rất tiện lợi. Chức năng của nó như nào thì tí nữa bên mình đấu xong sẽ test lên cho anh em xem. Lắp trên Winner dùng mạch này thì không phải đục quét gì các bạn. Rồi khi em tháo dàn áo xe Winner ra đây, quầy zin này, quầy zin nằm đây các bạn, tháo ống 10 ở đây ra rồi thay thế ở đấy mình gắn L4 ở đây các bạn nhé. Khoan lỗ này to chút để vừa ống 10 này anh em bắt vào đây, chỉnh 4 nhân led đều cân các bạn, nhìn thẩm mỹ chiếu sáng khi lắp lên thì ánh sáng nó không bị be. Còi đây, còi tí nữa anh em để đây hoặc để vị trí nào mà còi hướng ra phía trước cho nó hợp lý là được. Ngoài đầu đi đầu lại không bị kích. Đó. Âm dương L4 thì bên mình đây. Nguồn lên trên này các bạn, đi ống ghen. Đây dương đây âm. Đây là sang KT các bạn nhé. Kỹ thuật tại Đức Ca biệt hiệu của anh ấy là sang KT. Đó, mạch phát sinh SH Đức Ca các bạn. Làm sẵn. Rồi, từ từ. Đây là mạch này phải đấu những gì sang đây. Đó. Đưa anh xem nào. Nguồn hai này chung nhau, từ anh xem này, đây cũng dơ le, nguồn dơ le đây, hai dây vào cục dơ le, từ anh xem này, âm dương này, quần hai dây vào L4 đâu em, hai dây L4, ở cái đầu mày hướng dẫn đi. Dẫn anh em đâu, đây. Đây là đầu này thì tòa ra 3 dây các bạn. Dây đen âm còn cái này các bạn núi dương. Dầu này đầu này thì có 4 dây đen hồng tím tím. Đen nếu bạn nối vào âm là 4 các bạn. Hồng thì nối dương là 4. Tím tím thì bên mình hàn sẵn dây vào đây rồi các bạn nhé. Đầu này bên mình chỉ thòa ra 2 dây để các bạn nối vào âm dương là 4 rồi. Đầu này cấp vào âm dương nguồn. Xong các bạn. Mày này phải dùng thêm dơ le đây các bạn. Vì mạch led của xe Winner nó chỉ dùng 6V thôi. Nếu bạn không dùng dơ le cấp mà đấu không chuẩn, làm điện 12V vào đèn mạch led pha của Winner là dẫn đến mạch led của đèn pha nó bị cháy, mất 1,5 triệu các bạn nha. Nên anh em cẩn thận gì đâu. Cứu rác này. Đó, đầu đèn anh em tháo cả bàn thờ ngửa ra phía sau này lắp cho dễ. Rút rác đây ra, rút công tắc thế nào này. Rồi ok, tiếp tục các bạn. Công tắc zin đâu của anh sẽ. Đó. Anh em giữ công tắc zin này ra các bạn nhé. Công tắc zin nó không có nút passing đây bạn. Còn passing ấy hắn đâu nút passing. Gỡ cái này thì nó chỉ có hai lẫy ở đây thôi các bạn. Nhìn từ đằng sau nó có hai cái lẫy. Đây. Hai lẫy hai cái ngàm để giữ công tắc các bạn ạ. Đẩy nó vào rồi ấn nó ra thì sao? Ok. Đó. Đây là hai rắc zin. Cắm vào kia. Đừng ở đây tách bên chỗ này. Đây passing SH các bạn nhé. Có thêm passing ở đây. Wow. Rất đơn giản thôi các bạn. Rồi tiếp tục giờ là phần đấu điện các bạn. Rắc zin ăn vào công tắc
phao cốt cũ của Winner gồm bên đen sọc trắng, vàng sọc trắng và dây trắng các bạn ạ. Anh em lấy bật lửa chích ra nhé. Còn anh em nào có đầu cốt gì dùng đầu cốt thì không phải chích. Đi ra sau về zin vẫn được. Chích 3 giây đấy. Thì ở mạch phát sinh này nó có 3 giây các bạn. 2 giây chung nhau này, dây này thì anh em nối vào dây trắng sọc đen cho mình. Còn 2 dây kia các bạn cứ nối vào hai dây còn lại. Lúc nào ấn pha cốt không chuẩn thì anh em đổi đầu 2 dây này với nhau là được. Đây đấy kìm tuốt điện. Đây kìm tuốt dây anh em. Anh em nào làm nhiều có thể mua về dùng cho nó tiện mà đỡ đau tay. Bước qua nhật vào trước các bạn. Còn anh em nào không có qua nhật thì dùng băng dính cũng được. Làm sao quấn nó cẩn thận an toàn là được. Tại vì nhiều chỗ muốn anh em dùng đồ đạc, nhưng mà nhiều người, các bạn ở xa người ta không dùng nhiều, lắp có một con thì người ta không thể đầu tư đầy đủ hết được. Còn bên mình thì anh em nào yêu cầu thích ở xa gửi hàng về thì bên mình gửi kèm luôn đầy đủ qua nhiệt, lát cốt, ống bọc dây đoàn hoàng các bạn. Và chỉ việc có bật lửa bỏ ra nối là ăn ngay. Mạch bên mình làm sẵn hòa đầu dây ra, anh em cứ nối như thế là được, không lo bị cháy lét pha các bạn. Đấy, hai dây vàng thì em buộc vào đây để mình tí nữa mình thử pha cốt xem chuẩn như đấy. Cứ cho coi nhiệt vào đấy. Đó, hai đầu dây vàng, một đầu nối vào dây trắng, kia nối vào dây còn lại, trắng xong vàng, vàng xong trắng. Để xem mở lên xem đèn pha cốt zin của xe có chuẩn không nữa. Không chuẩn thì anh em đổi hai dây này cho nhau là được. Cắm rắc vào công tắc phát sinh nhé. Anh em cắm đúng chiều nhé. Để xem. Cắm không đúng chiều là điện nó không truyền được trong công tắc, công tắc coi như không hoạt động các bạn. Còn thòa ra, cuối cùng thòa ra hai dây này đen anh em nối âm. Còn hai cái dây đỏ dây trắng chung nhau kia thì anh em nối vào dương 12V sau khóa. Con này anh em lấy dương luôn là dây nâu ở cái cục chớp xi nhan này là ok các bạn. Đây này, ở đây nó bọc rồi nhưng dây này dây nâu. Rồi, bước cuối cùng các bạn ạ, giờ bên mình đấu xong. Đây, kỹ thuật sang đã đấu xong rồi các bạn ạ. Đấu xong anh em, đó, lấy vào cẩn thận. Lấy trước hai con ốc bàn thờ này xong mình tiến hành test đèn cho anh em xem. Đơn giản hiệu quả các bạn. Đây là Tùng nhá. Đây là Tùng Cave. Đây, kỹ thuật Tùng các bạn. Anh ấy có nguồn gốc từ Hy Lạp, của người xăm toan chữ Hy Lạp rồi các bạn ạ. Đánh dấu mã số hết. Rồi, mở lên Tùng ơi, test đèn kìa này. Tùng. Trước này là con gì nhỉ? Anh em nào đẹp trai cũng nhu cầu thì bạn cứ liên hệ đến Tùng các bạn nhé. Đây. Được rồi anh. Ừ. Ấy vào đăng số. Rồi ok, giờ thử pha cốt, mở đèn thử pha cốt trước đã. Mở đèn lên. Ấn pha cốt anh xem này.
Có pha cốt chuẩn như cũ các bạn nhé. Phát sinh đi. Rồi. Rồi giữ 3 giây là mở đèn L4. Đó các bạn. Tắt đi. Rồi. Giờ tắt đèn pha đi. Rồi, nó vẫn đã đèn L4 bình thường, mở L4 đi. Rồi lại tắt L4 đi. Đấy các bạn, lúc này L4 không liên độc lập, không liên quan gì đến đèn pha các bạn nhé. Rất tiện lợi. Rồi, lắp vào đi em đây. VK xin chào các bạn. Mọi thắc mắc anh em lắp đặt có vấn đề gì hoặc cần gì tư vấn, liên hệ đến số hotline 0985024959. Đầu liên anh em nào kỹ thuật muốn làm quen trao đổi thêm thì liên hệ đến kỹ thuật Sang về kỹ thuật Tùng. Kỹ thuật Sang có vợ, còn kỹ thuật Tùng thì đang tìm người yêu. Anh em nào ngoài là có nhu cầu thì anh liên hệ đến kỹ thuật Tùng về. Nếu anh nào hay phai thì đến Tùng. Anh nào đẹp trai thì hãy tìm đến Tùng các bạn. Với VK xin chào các bạn.